Có một số anh chị em các bạn nói rằng là khi mà khách họ làm full set xong, họ muốn sơn ba màu nước sơn chiều, màu pin, màu giòn, màu xanh, thì mình sơn cái màu nào trước hoặc là sơn như thế nào cho nó dễ. Ở đây để mà sơn nước sơn chiều ba màu khác nhau thì các bạn phải có cây cọ lông ly thiên như thế này. Đó, cây cọ lông ly thiên các bạn mua trên mạng Amazon, nó bán rất là nhiều. Thì khi mà các bạn đắp full set xong hoặc là các bạn làm refill, khách mà vô refill á, làm xong hết rồi, các bạn cho khách rửa tay. Rửa tay xong là các bạn bắt đầu các bạn bỏ cái lớp clear ở dưới đầu móng này nè. Bỏ một khúc ở dưới đầu móng thôi, không bỏ hết nha. Đó, bỏ một lớp clear dưới đầu móng. Rồi tiếp tục nữa, khách họ muốn sơn cái màu gì ở chỗ cuticle. Ví dụ ở đây là khách họ muốn sơn màu pink chỗ cuticle thì các bạn sơn nước sơn màu gel pink lên chỗ cuticle. Nhưng mà đừng có sơn cả móng mà sơn vừa tới cái chỗ lớp clear đó thôi. Đó, vừa tới clear là dừng lại. Các bạn thấy không? Rồi bây giờ là mình sẽ lấy cái cọ lông ly thi hồi nãy. Bây giờ mình sẽ kéo cái nước sơn gel này xuống nè. Các bạn thấy không? Khi mà kéo nước sơn gel này xuống á, nước sơn gel nó gặp cái clear á, thì nó sẽ bị loang ra. Thì nó loang ra nó tạo cho bằng cái ombre chỗ này, rất là đẹp. Cho nên á, là cái clear là nó có công dụng làm cho nước sơn gel nó loang ra, nó đều, nó thành cái ombre của mình. Sau đó là các bạn cho khách hơ tay đây, các bạn làm 5 ngón, bảo dây đàn lớn hơ. Ở đây mình làm 1 ngón thì mình hơ cái đàn nhỏ cho nó dễ. Rồi các bạn lấy tiếp tục màu tiếp theo, ví dụ màu xanh là mình lấy hũ bọc á. Đừng có lấy nước sơn gel nữa, mình lấy hũ bọc mình bỏ lên chút xíu ở dưới đầu móng này. Để cho con nó có màu xanh lên như khách họ muốn. Rồi như thế này là xong rồi nè, để được hai màu nè. Nếu khách họ muốn màu pink này đậm hơn, màu xanh này đậm hơn thì làm sao? Mình bỏ lên một lần nữa. Bây giờ mình lấy trên nước chân clear này, bỏ lên nè. Bỏ khúc ở dưới thôi các bạn thấy không? Không bỏ hết nha. Đó, bỏ dưới này. Rồi mình tiếp tục mình lấy cái chai pink. Mình sơn chỗ cuticle chút xíu nữa. Đó, sơn, các bạn sơn đều, sơn tròn hai bên. Đều cái cuticle cho nó tròn, cái tay khách nó mọc ra nó mới đẹp được. Đó, sơn rất là kỹ hai bên góc này. Rồi lấy cọ lông ly thi hồi nãy, tiếp tục kéo xuống. Các bạn thấy không? Nước sơn gel nó kéo xuống, nó gặp cái clear, nó sẽ loang ra, nó tạo cho mình cái ombre. Thì cái ombre của mình nó sẽ không có bị dùng, không có bị chỗ đậm chỗ lợt, nó rất là đều. Đó. Rồi sau khi mà được như thế này rồi nè, các bạn thấy không? Được như thế này rồi nè, các bạn thấy là nước sơn pin là ok, đậm rồi. Bây giờ cái màu xanh này muốn đậm lên chút xíu nữa, thì mình hơ sơ qua cho nó khô. Rồi mình bỏ tiếp tục màu xanh ở dưới đó, cho nó đậm lên. Đó, khi bỏ màu xanh thấy đầu xanh ở dưới đầu móng nó đậm lên rồi này, là mình lấy tiếp tục màu thứ ba là màu giòn. Màu giòn thì mình bỏ ở khúc giữa này, đúng không? Đó, thì mình lấy màu giòn mình bỏ lên khúc giữa thôi. Đó, màu giòn thì các bạn bỏ lên khúc giữa. Các bạn nếu mà các bạn muốn cái màu giòn này nó phủ xuống màu xanh á, thì mình bỏ màu giòn nhiều xuống dưới màu xanh này cho màu giòn nó lon ra màu xanh. Có nhiều khách họ muốn màu xanh chút xíu thôi, có nhiều khách họ muốn màu giòn đó, thì các bạn bỏ như thế nào mà khách họ muốn là các bạn dừng lại. Xong hết như thế này rồi nè, là các bạn được cái bộ tai có ba màu, màu pink ở trên đầu cuticle, màu vàng ở giữa và màu xanh ở dưới. Rồi sau đó là bỏ cái top coat, đó, bỏ top coat lên, rồi cho khách hơ đèn cho nó khô, là các bạn sẽ được một bộ tai hoàn chỉnh như thế này, rất là nhanh, rất là đẹp, không có gì là khó cả. Cảm ơn anh chị mình rất là nhiều, chúc các bạn sức khỏe và thành công, hoặc là mọi người trong những clip chia sẻ thức tay nha.